Trong tiến trình phát triển, vùng đất mang đậm nét văn hóa làng nghề thủ công truyền thống, Bình Dương đã tạo dấu ấn sâu sắc với các sản phẩm thủ công được chế tác từ những làng nghề nổi tiếng hơn 300 năm. Vốn là người con của đất Bình Dương, từ nhỏ tôi được tiếp xúc và lớn lên với gốm, nên gốm là một người bạn thân quen. Vì vậy, đề tài nghiên cứu khoa học của tôi luôn ấp ủ là làm sao nghiên cứu quy hoạch bảo tồn làng gốm Bình Dương phát triển bền vững, với mong muốn đưa gốm tại vùng đất quê hương tiếp tục duy trì và phát triển, giữ vững nét văn hóa truyền thống làng nghề, mang đậm tính đặc trưng của vùng đất quê hương Bình Dương. Ngoài ra, không chỉ bảo tồn mà còn kết hợp du lịch trải nghiệm, tạo sự quảng bá về làng nghề truyền thống nhằm để khách nội địa cũng như khách vãng lai đặt chân đến Bình Dương đều biết về gốm. Xuyên suốt quá trình nghiên cứu quy hoạch, với hy vọng tôi cùng tất cả mọi người trên con đường tìm hiểu, tiếp xúc với gốm sẽ khắc ghi ấn tượng về làng nghề gốm truyền thống một cách trọn vẹn nhất và từ đó cùng nhau chung tay bảo tồn văn hóa địa phương nơi đây. Xin chào, tôi là Võ Thanh Thảo, sinh năm 1996, Bình Dương là quê hương của tôi. Và tôi là sinh viên ngành quy hoạch, trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.